Năm 2021 tuổi nào xây nhà thì tốt? Không bị phạm kim lâu tam tai hoàng ốc, bạn có ý định xây nhà vào năm 2021? Thì đây là thời điểm thích hợp nhất để xem tuổi, xem hướng, xem tháng xây nhà và các yếu tố phong thủy liên quan. Dưới đây mình sẽ bật mí cho bạn danh sách 11 tuổi đẹp nhất đại cát hưởng lộc trời thích hợp xây nhà vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 mệnh gì? Tuổi gì? Năm 2021 tương ứng với mốc thời gian dương lịch từ 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Đây là năm Tân Sửu. Thiên can Tân, địa chi Sửu, tức là con trâu, đứng vị trí thứ 2 trong danh sách 12 con giáp. Các tuổi phạm kim lâu trong năm 2021. Phạm kim lâu là cách nói chung nhất, nó sẽ có sự khác nhau ở mỗi tuổi và mỗi năm. Phụ thuộc vào tuổi của người bị phạm. Hạn kim lâu bao gồm kim lâu thân, là tai họa của bản thân người đó hoặc người đó sẽ phải chịu tai họa nặng nề nhất, cung khôn, số 1. Kim lâu thê, gây tai họa cho vợ, cung càn, số 3. Kim lâu tử, gây tai họa cho con, cung cấn, số 6. Kim lâu xúc, gây tai họa cho xúc vật nuôi trong gia đình. Nó có thể khiến kinh tế gia đình bị thiệt hại, cung tốn, số 8. Những ai mà năm 2021 tuổi của mình bị phạm vào một trong bốn hạn kim lâu ở trên thì không nên xây nhà. Bao gồm những người sinh năm 1947, 1949, 1951, 1953, 1956, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978, 1980, 1983, 1985, 1987, 1989, 1992, 1994, 1996. Nếu muốn tính tuổi kim lâu hoặc xem mình bị hạn kim lâu gì, bạn có thể tham khảo cách tính. Lấy tuổi mũ chia cho 9 và lấy số dư. So sánh số dư đó xem ứng với cung nào. Nếu số dư là 1, 3, 6 hoặc 8 thì bạn đang phạm kim lâu, không thể xây nhà. Các tuổi phạm hoàng ốc trong năm 2021 cũng tương tự như hạn kim lâu, trong hạn hoàng ốc sẽ có cả cung tốt và cung xấu. Nếu tuổi gia chủ rơi vào cung xấu, sẽ không thể xây nhà trong năm 2021. Các cung này gồm tam địa sát, đây là hạn với bản thân gia chủ, có thể mắc bệnh tật hoặc gặp họa vào thân. Ngũ thọ tử, đây là họa của cả gia đình. Các thành viên dễ bị chia rẽ, bất đồng, sinh ly tử biệt khó lường. Lục hoang ốc là họa mà nhìn chung, làm mọi sự đều không thành, không suôn sẻ như ý muốn. Trong năm Tân Sửu 2021, các tuổi sau sẽ phạm hoàng ốc, không thích hợp xây nhà, 1950, 1952, 1956, 1957, 1959, 1962, 1965, 1966, 1968, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998, 1999. Các tuổi phạm tam tai trong năm 2021. Hạn tam tai là hạn trong 3 năm. Nghĩa là trong 3 năm có hạn tam tai, gia chủ không thích hợp xây nhà, dựng cửa, làm các công việc lớn trong gia đình. Bảng hạn tam tai được chia thành các nhóm tuổi như sau. Theo bảng tính hạn tam tai ở trên thì năm 2021 là năm Tân Sửu, vậy nhóm tam hợp tỵ dậu sửu sẽ phạm tam tai. Nghĩa là người đứng ra làm nhà sinh vào những năm này sẽ không thích hợp xây nhà trong năm 2021. Bao gồm kỷ sửu, quý tỵ, đinh dậu, tân sửu, ất tỵ, kỷ dậu, quý sửu, đinh tỵ, tân dậu, ất sửu, kỷ tỵ, quý dậu, đinh sửu. Là những người sinh năm 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997. Năm 2021, bạn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để xây nhà nhưng lại không hợp tuổi.
Vậy thì có thể tìm hiểu cách mượn tuổi làm nhà. Mượn tuổi đẹp của người thân trong gia đình đứng tên làm nhà hóa giải những tai họa vận hạn không may mắn. Năm 2021 tuổi nào làm nhà đẹp nhất? Theo các thầy phong thủy tướng số thì trong năm 2021 sẽ có 11 tuổi đẹp đại cát hưởng lộc trời, không phạm tam tai, kim lâu, hoàng ốc. Những tuổi này rất hợp, rất tốt cho việc xây nhà dựng cửa năm 2021. Cụ thể, sinh năm 1952 Nhâm Thìn, sinh năm 1954 Giáp Ngọ, sinh năm 1955 Ất Mùi, sinh năm 1963 Quý Mão, sinh năm 1964 Giáp Thìn, sinh năm 1970 Canh Tuất, sinh năm 1979 Kỷ Mùi, sinh năm 1982 Nhâm Tuất, sinh năm 1988 Mậu Thìn, sinh năm 1991 Tân Mùi, sinh năm 2000 Canh Thìn. Nếu tuổi của bạn xây nhà trong năm 2021 đẹp, bạn cần xem thêm những tháng làm nhà tốt năm 2021. Hy vọng video trên đã giúp bạn giải quyết được thắc mắc chọn tuổi xây nhà chính xác nhất 2021.